Xin mời nữ ca sĩ Thái Hà. Dạ thưa cô, con đã tổ chức rất là nhiều lần, nhiều năm qua tại Montreal. Nhưng mà lần đặc biệt này là con trước hết con xin cảm ơn cô và cả gia đình, Ý Lan, Quỳnh Hương và các cháu đã cho con cái cơ hội để gửi đến khán giả một chương trình thật là đặc biệt. Và đối với riêng con thì đây là một kỷ niệm để đời. Và sau cùng con cũng xin cảm ơn cô đã cho con cái tên Thái của cô. Thành giống Thái Thanh. Dạ giống Thái Thanh, vâng. Thành ra nhờ vậy mỗi khi Thái Hà đi hát một vài nơi khác thì họ liên tưởng đến Thái Thanh, thành ra họ cũng dễ dãi với mình hơn cô. Trông mặt cũng hơi dạ, giống giống. Tôi cũng dạ, trẻ vâng, giống cô này đó. Dạ. Và vâng, dạ và quý vị thấy đây là ba loại lan rất là quý. Cô Thái Thanh và gia đình rất là thích hoa lan. Thành ra ba loại lan này tượng trưng cho ba thế hệ của gia đình Thái Thanh. Vâng. Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn cháu.